Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Những lần báo nước ngoài cà khịa thầy Bác và các học trò. Vừa qua, câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức từ chối lời đề nghị chiêu mộ Quang Hải từ phía đội bóng Sapporo của Nhật Bản. Diễn đàn nổi tiếng của cổ động viên Thái Lan Batip.com đã đưa ra chủ đề về việc Quang Hải từ chối lời mời của Sapporo và chủ đề này lập tức thu hút rất nhiều ý kiến bình luận từ người hâm mộ của xứ Chùa Vàng. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra tiếc nuối khi Quang Hải không thể sát cánh cùng Chanathip ở Sapporo, thì một số cổ động viên người Thái Lan lại cho rằng ngôi sao sinh năm 1995 không muốn sang Nhật Bản vì sợ phải thường xuyên ngồi ghế dự bị. Cùng Mr. Zero điểm qua những lần báo nước ngoài cà khịa thầy Bác và các học trò nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Với những thành công đã gặt hái được trong suốt thời gian qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ phủ sóng khắp lãnh thổ hình chữ S mà còn ở cả Đông Nam Á hay rộng hơn là châu Á. Ông thầy người Hàn Quốc và các học trò nhận được rất nhiều lời khen, sự ngưỡng mộ, yêu mến từ người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những tình cảm tích cực, các chiến binh sao vàng và người thầy của mình cũng không ít lần bị truyền thông, báo chí nước ngoài mỉa mai, cà khịa không thân thiết. Và để biết họ cà khịa như thế nào thì các fan của Mr. Zero nhớ xem hết video này nhé. Báo Indonesia, Đoàn Văn Hậu chơi xấu nhất SEA Games 30. Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã kết thúc với tỷ số 3-0 và phần thắng thuộc về đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai trong số 3 bàn thắng được ghi do công của Văn Hậu. Trận đấu kết thúc không lâu, nhật báo Indosport của Indonesia đã ngay lập tức đăng tải lên một bài viết gây chú ý. Tờ báo này cho rằng Đoàn Văn Hậu đã cố tình chơi xấu khiến tiền vệ đội trưởng Evan Dimas của U22 Indonesia gặp chấn thương nặng, đặc biệt phải dùng xe lăn để di chuyển khi toàn đội bước lên bục nhận huy chương bạc. Xem pha quay chậm sau tình huống đó, rõ ràng thì Văn Hậu đã cố tình chơi xấu với Ivan. Đây có thể coi là điểm nhấn làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Chúng ta thua U22 Việt Nam nhiều mặt trong suốt SEA Games, nhưng rõ ràng pha bóng này có thể được xem là xấu nhất giải vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới trận đấu đặc biệt quan trọng này. Những pha bóng như thế này phải bị phạt nặng chứ không phải là bỏ qua như vị trọng tài chính hôm nay, Indosports nhấn mạnh. Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu hiệp, các cầu thủ Indonesia mới là đội sử dụng tiểu xảo khi liên tục nằm sân để kiếm các quả phạt đền. Những tình huống này được trọng tài chỉ điểm nhưng rất may mắn không nhận về thẻ phạt nào. Thậm chí, đội bóng áo đỏ còn thường xuyên sử dụng những pha soạt bóng mang tính triệt hạ bằng cả hai chân hướng vào các vị trí quan trọng của U22 Việt Nam. Không ít lần camera ghi lại cảnh các cầu thủ của chúng ta tỏ ra rất đau đớn sau những pha phạm lỗi của đội bạn. Sau khi giải đấu kết thúc, được biết chấn thương của chàng tiền vệ này không quá nghiêm trọng, Liên đoàn bóng đá Indonesia thông báo nhiều khả năng tiền vệ Ivan Dimas sẽ chỉ mất khoảng 3 tuần để hồi phục chấn thương sau pha va chạm với Văn Hậu. Nhưng bất chấp điều này, báo Indonesia vẫn đang liên tục công kích tài năng sinh năm 1999. Trên Indosport, tác giả Deodatus Krishnamurti Bajuaji đã đăng tải bài viết dẫm vào chân Ivan Dimas, Văn Hậu rất giống với Sergio Ramos. Không những đặt vấn đề so sánh Văn Hậu với Ramos, ông Deodatus còn nhấn mạnh hành động của cầu thủ 20 tuổi rất phi thể thao. Văn Hậu đã cố tình giết đồng nghiệp. Trên thực tế, Đoàn Văn Hậu đúng là đã có tình huống phạm lỗi tiểu xảo để ngăn cản cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đối phương. Tuy nhiên sau trận đấu, đích thân ngôi sao sinh năm 1999 đã đến xin lỗi người đồng nghiệp. Chính Ivan Dimas cũng đã khẳng định Văn Hậu không có ác ý trong tình huống va chạm đó và chấp nhận tha thứ cho anh. Cổ động viên Thái Lan tranh cãi gay gắt khi Quang Hải từ chối làm đồng đội của Chanathip. Tháng 12 vừa qua, câu lạc bộ Hà Nội đã nhận được thư mời từ Consadole Sapporo về việc chiêu mộ tiền vệ Quang Hải. Đội bóng của Nhật Bản muốn được sớm xúc tiến đàm phán hợp đồng. Mục đích của đội bóng đang chơi tại J-League 1 mùa này là muốn sử dụng cặp tiền vệ hay nhất Đông Nam Á hiện tại là Quang Hải và Chanathip để tăng cường sức mạnh đua tranh ngôi vô địch tại J-League. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không xảy ra bởi nguyện vọng của tiền vệ sinh năm 1997 là chơi bóng tại Việt Nam. Trước thông tin này, sáng 20 tháng 12, diễn đàn nổi tiếng của cổ động viên Thái Lan Fantip.com cũng đã đưa ra chủ đề về việc Quang Hải từ chối lời mời của Sapporo. Ngay lập tức, động thái của tiền vệ Việt Nam thu hút rất nhiều ý kiến bình luận từ người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra tiếc nuối khi Quang Hải không thể sát cánh cùng Chanathip ở Sapporo, thì một số cổ động viên người Thái Lan lại ủng hộ việc Quang Hải gắn bó với Hà Nội FC. Nhưng đáng chú ý, một số cổ động viên lại tỏ ra nghi ngờ khả năng của Quang Hải và cho rằng ngôi sao sinh năm 1997 không muốn sang Nhật vì sợ phải thường xuyên ngồi dự bị như Công Phượng trước đó.
Có lẽ Quang Hải phải sợ làm bạn với băng ghế dự bị ở Sapporo nên mới từ chối lời đề nghị này. Một cổ động viên phân tích, ở trận đấu mới đây gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup, phong độ của Quang Hải là mờ nhạt. Có vẻ phong độ của Quang Hải đang giảm sút và anh ta chỉ xuất sắc khi thi đấu ở đội tuyển trẻ. Khá tương tự như Công Phượng, có thể Quang Hải e ngại cạnh tranh suất đá chính nếu gia nhập Sapporo. Trước đó, nhiều cổ động viên Thái Lan cho rằng việc so sánh Quang Hải với Chanathip là khập khiễng khi Hải Con không đủ đẳng cấp để so sánh với Messi Thái. Với những thành công vang dội ở Nhật Bản, Messi Thái là cầu thủ đẳng cấp ở khu vực châu Á, chứ không phải là ở Đông Nam Á. Dựa vào giá trị chuyển nhượng được định giá, nhiều cổ động viên Thái Lan cho rằng giá trị của một mình Chanathip còn đắt hơn cả đội Việt Nam cộng lại. Theo trang Transfer Market, giá của Messi Thái hiện khoảng hơn 2,2 triệu đô la Mỹ, thuộc top 10 cầu thủ đắt nhất J-League, trong khi toàn đội hình của Việt Nam cũng chưa đạt hơn 2 triệu đô la Mỹ. Bất chấp việc Văn Hậu có thể được định giá khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ, họ cho rằng Quang Hải sẽ không thể cùng mâm so với Chanathip được. Báo Indonesia lại mỉa mai Văn Hậu ngồi dự bị ở Heerenveen. Hẳn là các cây bút xứ vàng đảo vẫn còn cay sau khi Indonesia thua cay đắng Đoàn Văn Hậu và đồng đội ở trận chung kết SEA Games 30. Nên ngay cả khi cầu thủ này trở về hội quân cùng SC Heerenveen ở Hà Lan, họ vẫn không buông tha cho Hậu. Ngày 14 tháng 12, tờ Indosport đăng tải bài viết với tiêu đề "Cỗ máy hủy diệt đôi chân Ivan Dimas, Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ Hà Lan chào đón như anh hùng". Tờ báo nhắc đến việc Văn Hậu được vinh danh phát lại bàn thắng trước hàng nghìn cổ động viên Heerenveen. Trong trận chung kết, Văn Hậu lập cú đúp bàn thắng ở phút 39 và phút 73. Điều này khiến anh trở thành một trong những cầu thủ tỏa sáng nhất và nhận được nhiều chú ý sau khi SEA Games kết thúc. Cầu thủ này đã nhận được phản hồi rất tích cực từ SC Heerenveen. Trên trang Fanpage của đội bóng Hà Lan, hậu vệ sinh ra ở Hưng Hà, Thái Bình được câu lạc bộ chào đón như một anh hùng. Họ đã rất ấn tượng với màn trình diễn của anh tại SEA Games, người đã ghi hai bàn thắng mặc dù chơi ở vị trí hậu vệ. Văn Hậu thực sự là cầu thủ đẳng cấp và có nhiều tiềm năng, bài báo viết. Dành lời khen cho Văn Hậu, song tờ thể thao Indonesia mỉa mai việc anh phải ngồi dự bị. Thật đáng tiếc, sau màn trình diễn xuất sắc cùng U22 Việt Nam và đánh bại Indonesia trong trận chung kết, Văn Hậu phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Kể từ ngày 2 tháng 9, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Văn Hậu xuất ngoại đến Hà Lan từ bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội FC. Anh chưa từng được ra sân kể từ khi đến với Heerenveen, bài báo viết. Cỗ máy hủy diệt đôi chân Ivan Dimas là từ được tờ thể thao xứ Vạn Đảo dùng để gọi Văn Hậu trong tất cả các bài viết được đăng tải trên Indosport. Truyền thông Indonesia mô tả tài năng gốc Thái Bình cố ý dẫm lên mắt cá chân của đối thủ. Sự thật của pha va chạm là một trong những chiến thuật của đội bóng có biệt danh những ngôi sao vàng nhằm giành chiến thắng trước Indonesia. Điều ấy đã trở nên hiệu quả khiến Ivan Dimas bị thương và phải thay ra, dẫn tới kết quả thua 0-3, cây bút Edo Bramantio viết. Trong một bài viết khác có tiêu đề, ngoài đôi chân của Ivan Dimas, Văn Hậu còn phá hủy kỷ lục câu lạc bộ Hà Lan. Tác giả Bramantio cho rằng, trong ngày được đội bóng vinh danh, Văn Hậu hóa ra lại mang đến xui xẻo vì khiến SC Heerenveen thua 1-2. Bài báo có đoạn, câu lạc bộ có biệt danh The Silver Frisians đã có một trận đấu đầy nhọc nhằn trước Willem II ở sân vận động AB Leinstra Station rạng sáng 14 tháng 12. Dù chơi ở sân nhà, Heerenveen lại nhận trái đắng khi thua đội khách với tỷ số 1-2. Đau khổ hơn, đó là trận thua đầu tiên của họ trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Với thất bại này, SC Heerenveen bị kẹt ở vị trí thứ 5 với 27 điểm với 7 bàn thắng, 6 hòa và 4 thua. Trong khi đó, Willem bảo vệ thành công vị trí thứ 3 với 32 điểm. Câu lạc bộ của Văn Hậu nhận thất bại đầu tiên ngay trên sân nhà trong ngày cầu thủ này trở lại, bài báo viết. Báo chí Thái Lan mỉa mai kỷ lục thẻ phạt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trang tin bóng đá lớn của Thái Lan là Siam Sports hôm 12 tháng 12 đã cho đăng tải bài viết huấn luyện viên Park Hang-seo lập kỷ lục mới và những cầu thủ châu Á nóng nảy. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ đưa bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á, xác lập vị thế ở châu Á, mà ông còn là huấn luyện viên nhận thẻ phạt nhiều nhất. Chỉ trong 3 tháng, 5 ngày, vị huấn luyện viên trưởng U23 tuyển Việt Nam nhận 2 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Một kỷ lục mới của ông Park bên cạnh tấm huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam, Siam Sport viết. Ngoài Siam, trang tin SMM Sport cũng đăng tải thông tin và đưa ra bình luận. Trong chiến thắng để giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá nam Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại dấu ấn với chiếc thẻ đỏ vì tiếng hét dữ dội dành cho trọng tài ở phút 73 khi U22 Việt Nam đã dẫn 3-0. Phản ứng của truyền thông Thái Lan rất kỳ lạ bởi sau trận đấu này, đội thua là U22 Indonesia đã không có bình luận gì nhiều về tấm thẻ đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay cả huấn luyện viên trưởng U22 Indonesia, ông Indra Syafri cũng chỉ nói nhẹ nhàng rằng giữa tôi và ông ấy không có vấn đề cá nhân gì cả.
mọi thứ đều rất tốt. Xem ra, nhân chi sơ, tính cà khịa là câu nói khá hợp với truyền thông Thái ngay tại thời điểm này. Truyền thông Indo mỉa mai Quang Hải trước thềm U23 châu Á. Ngoài Văn Hậu thì gần đây Quang Hải cũng được báo chí và truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt. Cụ thể, tờ Indosport mới đây đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: sau khi đánh bại Indonesia, ngôi sao Việt Nam khoe khoang coi đội bóng mình là không thể bị đánh giá thấp ở giải châu Á. Tờ báo này dẫn lời phát biểu của Quang Hải trước thềm tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, nhưng có phần cắt xén suy dưỡng để mỉa mai Quang Hải. Nguyên văn phát biểu của Quang Hải: tôi tin rằng khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á ở thời điểm này, sẽ không còn ai đánh giá thấp Việt Nam nữa. Điều này tất nhiên sẽ mang đến cho chúng tôi thử thách lớn hơn và toàn đội phải đảm bảo rằng mình sẵn sàng cho mọi trận đấu. Tuy nhiên, từ phát biểu này, tờ báo của Indonesia lại dành những lời nhận xét có phần sai lệch cho Quang Hải. Tiền vệ chủ lực của U23 Việt Nam tin rằng đội bóng của anh ta sẽ không thể bị đánh bại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thực chất, Quang Hải luôn là ngôi sao có phong cách trả lời báo chí rất khiêm tốn, đường hoàng. Tuy nhiên, sự xuyên tạc và cố tình của báo chí Indonesia đã biến tiền vệ sinh năm 1997 thành một người khoe khoang và tự mãn. Đến đây thì cũng cạn lời mất thôi. Mr. Zero vừa điểm qua những lần báo chí nước ngoài cà khịa thầy Park và các cầu thủ Việt Nam. Không biết vì lý do gì, nhưng dù sao thì cũng nên nhớ câu cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều quá nghiệp rơi trúng đầu, đúng không nào? Nếu thấy video này thú vị, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho Mr. Zero các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!